Xin chào tất cả bà con thân thương của trại cây giống Trường Phát. Thì ngày hôm nay là ngày nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Quốc Khánh, ngày 2 tháng 9 năm 1945 và bây giờ là 2 tháng 9 năm 2020. Thì em xin chúc bà con có một ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ. Và em đang đứng ở đây chính là cơ sở 3 của trại cây giống Trường Phát. Thì như bà con đã biết, trại cây giống Trường Phát là nơi chuyên cung cấp giống cá chẽm, cá bớp, cá mú chân trâu, cá bè trắng, cá chim, cá bè vàng, cá hồng Mỹ, cá hồng bạc, cá mú đen giống. Thì số điện thoại của trại cây giống Trường Phát là 0978 182 284 và 0905 252 284. Trên địa chỉ cụ thể của trại cây giống Trường Phát cho bà con nào chưa biết là ở thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Thì nhân ngày hôm nay là ngày nghỉ lễ thì mời bà con vào cùng xem livestream xuất hàng giống cá chim vây vàng tại trại cây giống Trường Phát cùng với em nhé. Và đây là chiếc xe ngày hôm nay sẽ là chịu trách nhiệm vận chuyển cá chim giống đến tận tay bà con đấy ạ. Đây bà con hãy quay xét. Thì ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, thì bà con của mình có tự thưởng cho mình những ngày nghỉ không ạ? Thì chúng ta thì người thông thường thì làm nghề này thì chúng ta sẽ thường không có ngày nghỉ, vì chúng ta nghỉ được nhưng mà cá thì lại không nghỉ ăn được, cho nên bà con của mình chắc vẫn ra bè để cho cá ăn. Thì đây mời bà con cùng bà con nào đang rảnh thì hãy vào cùng xem livestream với trại cây giống Trường Phát. Và em đang đứng đây là cơ sở 3 của trại cây giống Trường Phát. Chuyên cơ sở này thì đang ươm nuôi loài cá là cá chim vây vàng, cá bớp, cá bè vàng, cá bè trắng. Mời bà con cùng quan sát bà con nhé. Đây là mấy anh kỹ thuật bên em đang xúc cá từ dưới lồng lên, thu lồng lại xúc cá lên và cùng đưa lên xe lớn này để được xúc xong oxy, đảm bảo cho chất lượng của cá giống từ trại cá giống Trường Phát đến tận tay bà con nó vẫn đảm bảo chất lượng như vậy đấy ạ. Hãy cứ yên tâm đặt niềm tin vào trại cây giống Trường Phát. Thì với kỹ thuật vận chuyển chuyên nghiệp thì trại cây giống Trường Phát cùng với các nhân viên luôn đảm bảo chất lượng con giống đến tận tay bà con vẫn nguyên như vậy. Bà con của mình ao lòng đang còn trống, hãy gọi điện thoại đến số 0978 182 284 hoặc 0905 252 284 để được tư vấn và cùng đặt hàng và cân nhắc. Trại cây giống Trường Phát như bên này em vừa mới nói thì chuyên cung cấp các giống cá nước lợ mặn đang có mặt trên thị trường như cá mú trân châu, cá bớp, cá chim vây vàng, cá bè vàng, cá bè trắng, cá mú đen, tất cả các loại cá giống nước lợ mặn. Bà con hãy cứ gọi điện thoại ngay đến số điện thoại 0905 252 284 bà con nhé. Thì ngày nghỉ lễ hôm nay của bà con như thế nào rồi ạ?
Hiện tại, tình hình dịch bệnh của nước ta đang có những dấu hiệu khả quan hơn. Nhưng xin bà con của mình hãy cứ đừng chủ quan mà con nhé. Hãy tự bảo vệ bản thân cũng như là bảo vệ gia đình và xã hội khỏi dịch bệnh. Chúng ta hãy cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh bằng các biện pháp mà mình có thể hoàn toàn tự làm được, như rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi ra ngoài, tránh tụ tập đám đông trên 20 người bà con nhé. Trời cũng rất là chiều lòng người, và con tại quan sát bầu trời ở Cam Lâm Khánh Hòa ngày hôm nay khá là trong xanh và đẹp trời. Và chuyến xe tiếp theo chở cả chim lên trên xe lớn đã cùng vận chuyển đến bà con. Xét được là con giống rất là khỏe đẹp phải không ạ? Thì bà con của mình hãy cứ yên tâm nhé, với sự chuyên nghiệp của đội ngũ lái xe bên em thì cả vẫn sẽ đảm bảo chất lượng y nguyên như vậy khi vào đến tận tay bà con nhé. Thank you.
chuyến xe chở cả chim cứ nối tiếp nhau như vậy thì sẽ đủ số lượng cho bà con. Bên em thì các anh kỹ thuật đã đếm cá cũng như là đếm cá và lọc ra một lọc ra và lọc ra rồi, cho nên cá luôn được đảm bảo đủ số lượng cũng như kích cỡ bà con yêu cầu, cho nên là bà con hãy cứ yên tâm nhé. Xin chào bà con, và em là Huyền của trại cá giống Trường Phát đây ạ. Và vừa rồi là em vừa quay cho bà con trực tiếp nuôi giống. Còn ở xa thì bà con của mình có thể đã được nắm được quy trình của việc xuất hàng này rồi ạ. Thì bây giờ thì em xin chào bà con, chúc bà con có một ngày nghỉ lễ thật vui vẻ. Và sau ngày nghỉ lễ này bà con quay trở lại công việc sẽ là những công việc thật hiệu quả bà con nhé. Thì bây giờ em xin chào bà con ạ, chúc bà con có một ngày lễ vui vẻ ạ. Thank you.